Thalan xin chào quý ông bà cô bác, Thalan xin chào các bạn nha. Hôm nay là mùa lễ hội Halloween. Halloween tới, sắp tới rồi, là Halloween là tuần sau á mọi người. Cho nên là năm nay Thalan sẽ làm baby. Bé ong nha. Con nói đi. Con là ong. Đầu đưa lên mày coi, xây quá. Đẹp quá vậy. Này, chiếu từng trên cho mọi người cho xem ha. Đôi dài mua cũng hơi mát chút. Đây. Wow, ui. Wow, đẹp quá. Nó làm một cái len này. Nhìn thấy rồi. Yeah, đứng đi coi. Đẹp quá vậy. Con ong này đen với vàng. Yeah, ông ong nó bay. Đâu? Dòm Thái Lan nè, dòm đây nè. Nè, ngó lên. Rồi, lại đó, ừ, đúng rồi, lại đó đi. Con lại đó đi, lại bông mất á. Đúng rồi. ông đi, phải hút đỏ. Wow. Giỏi quá. Sáng chụp hình ta lên luôn nè. Nè, ta lên dòm đây nè. Rồi, ok. Mốt Thái Lan sẽ thắp thêm cái thùng gì nữa. Rồi, Thái Lan bay đi. Thái Lan bay sao? Bye. Bye, fly á. Fly á, chứ không phải là bye. Không phải bye. Fly á. Bye. Nó bay đi. Con bay đi. Bay. Bye vậy nè. That's okay. Rồi. Rồi. Đâu, thử nhẹ. Chăm đi. Đúng rồi. Ông, bye. Hai tay vua nữa. Đúng rồi. Rồi chăm đi. chăm đi. ông gì mà nhảy chứ vậy. Rồi hai tay vua ra nữa, hai tay giang vậy nè. Hai tay làm vậy nè. Đó, đúng rồi. Okay. See you. Bye bye. Thôi lan xin bye bye coi. Nào nó bye bye đi con. Bye bye. Rồi đi vô nha. Đi. Rồi đi chơi vô. Đi qua trường dắp cái dây nước á té á. Giờ con nói bye bye nè. Này nó quấn. Úi. ông cũng biết bấm chuông nữa hả? Bấm đi. Rồi ông mong bị gì đây nè, cái này. Đó. Mẹ Thái Lan giờ qua nè. Ok, vậy thôi nha. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Ừ, bấm đi. Tới không? Mẹ. Rồi. Okay.